Eso creo. À, đây là khu dân ngoại biển Trung Lương á. Đây là khu dân ngoại biển Trung Lương. Biển Trung Cát. Biển Trung bay hết trơn. Ở đây mùa hè người ta hay đến. Là bắt đầu vào khu mua vé ha. Tụi mình đi khám phá khu du lịch này. Đây. Thiên đường nghỉ dưỡng. Nghỉ dưỡng tại. Chào em. Dạ. Lấy anh 3 vé đi, 3 vé xuống. 105 ngàn anh. Nhiều vé? Dạ 35 ngàn một vé. 3 vé 105. Có toilet không? Có chỗ toilet không? Dạ ở dưới đó là có nhà vệ sinh, rồi chỗ thay đồ tắm trắng, rồi nhà hàng đồ dưới đó luôn anh. Toilet đồ dưới đó luôn. Có 5 ngàn em thôi lại 400. Không có em, thôi thôi, tốn lẻ cho anh đi. Dạ. Gì lương trăm lấy 5 ngàn thôi. Lấy 5 ngàn thôi, lấy nửa mắt uy của anh. Em cái đây. Cái vé đây là tắm biển là được miễn phí tắm nước sạch là ở dưới luôn nha anh. Miễn phí tắm nước sạch dưới luôn hả? Dạ, có cho thuê đồ tắm nè. Bán còn bơi nam anh, còn đồ nữ là không có bán. Hả? Dạ. Xuống như mình mua 3 bộ đồ nam tắm nè. Nghe nè, xuống dưới nhảy xuống dưới tắm luôn, về bạn đồ ướt về luôn. Có giữ cùi không em? Đây là khu nghỉ dưỡng các bạn. À, mấy cái chòi tình nhân rồi vô mấy cái chòi tối ngủ lại. Cái hình mà chị lấy hình đại diện Facebook là chị ngồi ở ngay chỗ cái ghế kia nè. Vậy hả? Bên trên đường đi xuống các bạn. Đây là những ngày hè coi như là du khách đi rất đông. Ủa, vô đó ngủ đó hả? Ừ. Chắc này nghi. Ừ, nó đó. Nó đó. Đây là bãi cỏ đỉnh hoàng hôn. Cà phê bãi cỏ, bãi tắm biển. Rồi các bạn cùng đi tham quan với mình nhé. Chụp đi, chụp hai người đẹp chụp hình đi. Đúng rồi. Đây là... xem cho anh qua cái đầu chụp đấy. Anh chụp dính em rồi đó. Ôi, đâu? Lên đây hả? Ừ. Lên đỉnh hồn, lên này lên núi hả? Lên. Đeo trật, trật không? Không, đây nè. Đây. Đây là lên cái... đường đây khó đến như vậy. Ờ, cái đỉnh hồn đây nghe không trúng rồi. Không. Khá không? Đây hả? Ừ. Dạ, thấy núi không này. Ừ, đi qua đây có đường mòn đi lên nè, nó làm cái cầu ở trên đó. Cái cầu dán ở trên đó. À, xíu quay lại đi, giờ xuống đây đi. Đi xuống xuống biển trước đi. Xíu lên núi. Lên đây đi, sợ trật quá. Thì đi lên chỗ nào đó. Chắc nữa nó có đỡ cái bàn đỉnh hồn lên, có cái đường mòn lên mà. Ừ, xíu lên đấy.
Đó là khu nghỉ dưỡng Trung Lương Cát Tiến của Cát các bạn nhé. Ra đi vào khu thung lũng tình yêu. Vô khu thung lũng tình yêu. Anh hướng nào? Đây là khu khu thung lũng tình yêu. Đây là có những cái nhà dành cho khách phương xa ngủ lại qua đêm. Tôi không ngủ, tôi đi ra. Đây là bãi tắm Cánh Tiên, đi hướng xuống này là xuống hướng bãi tắm Cánh Tiên. Cây cầu này gọi cầu tử thần các bạn. Qua bãi tắm Cánh Tiên phải qua được cây cầu tử thần. Xuống đâu? Cái này là suối đá nè. Ngày xưa là bác học công nghiệp. Đường khác, tỉnh khác. Đấy, đường xuống biển. Đây. Để trạm nghỉ hả? Giờ có nhà hàng rồi nè. Có nhà hàng đó. Đây. Đó chị đi là đường làm. Đây là khu xuống bãi tắm. Bãi tắm của khu nghỉ dưỡng Trung Lương. Nghỉ Trung Lương. Đây là khu nhà hàng. Đấy. Đây là khu nhà hàng khách sạn. Đây khu nhà hàng khách sạn. Đó. Còn phía này là bãi tắm. Đi bên cạnh mình là hai hút gơ chân dài. Vòng ha. Đấy, đây là biển các bạn. Đây.
các bạn đã. Tắm chứ. Tắm hả? Tắm. Đầu luôn hả? Ừ. Anh hướng này. Anh thì mày còn xì tắm được. Đang quay video mà. Giờ phải lòng tiếng lại. Đây là xuống khu khu nhà hàng. Qua cái cầu cầu ván cầu cầu tình yêu. Cua đi đảo, cua mực đen, lạnh ngắn san hô, thiên đường nghỉ dưỡng tại. Đi xuống tắm đi. Xuống tắm đi. Tắm mặt ướt vậy luôn đi. Thôi lạnh lắm. Để đỡ xe. Để xe bảo đem đi cũng được. Đây cái bãi biển các bạn, toàn đá. Chiều đang lên. Ừ, lột vậy. Ủa. Mm-hmm.